Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình để tiếp tục. Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình thứ bảy của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam thực hiện tại vùng Bắc Virginia. Kính chào quý khán thính giả. Hôm nay, chương trình Hạnh Phúc Từ Đâu hân hạnh với sự trở lại với cựu đại tá bác sĩ quân y của không quân Hoa Kỳ, bác sĩ Paul Sơn Đoàn. Kính chào bác sĩ Sơn. Chào cô Tố Linh. Kính thưa quý vị, trong lần phát hình trước, bác sĩ Sơn đã cho chúng ta biết rằng chúng ta đang trong một cuộc chiến tâm linh. Hôm nay, chúng tôi xin bác sĩ cho quý khán thính giả biết rõ hơn về cuộc chiến tranh tâm linh này. Kính chào quý khán thính giả. Đúng vậy, chiến tranh tâm linh là của một cuộc chiến vô hình giữa thiện và ác và được chiến đấu trong trái tim và tâm trí của mọi người. Kẻ thù của chúng ta là sa tăng và ma quỷ trong sách Khải Quyền Kinh Thánh cho chúng ta hiểu là Đức Chúa Trời và các thiên thần của Ngài đã chiến đấu và đánh bại sa tăng và ma quỷ. Họ bị ném xuống trần gian và họ có quyền thống trị trên trái đất về những người không tin vào Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa giê su đã đến trần gian để chết trên thập tự giá vì tội lỗi của loài người và được phục sinh, Ngài đã chiến thắng sa tăng và sự chết. Những người tin Đức Chúa đã được giải phóng khỏi ách nô lệ của Sa Tăng. Và ngày nay con cái Chúa những người tin vào Đức Chúa Giêsu đang chiến đấu để giành lại quyền thống trị trên các lãnh thổ do Sa Tăng kiểm soát. Nhưng Chúa đã cho chúng ta rồi. Thưa bác sĩ, vậy Sa Tăng và ác quỷ là ai? Kinh Thánh cho chúng ta biết. Sa Tăng là một thiên thần cao nhất được tạo ra xong sự hoàn hảo nhưng đã xa ngã. Satan là một thiên thần ánh sáng đẹp nhất gọi là Lucifer hay còn gọi là ngôi sao buổi sáng. Sức mạnh của Satan bị giới hạn trong phạm vi cho phép bởi Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, quyền lực của Satan như thế nào chúng ta khó hiểu biết được. Satan được mô tả trong Kinh Thánh là một con sư tử gầm gừ đang tìm cách nuốt chửng những người tin vào Đức Chúa Jesus. Còn các ma quỷ cũng là thiên thần sa đọa theo sa tăng đến thế gian này khi sa tăng và một phần ba của các thiên thần sa đọa bị Đức Chúa Trời đuổi ra khỏi thiên đàng. Sa tăng giữ chúng ta trong tù từ ngày chúng ta sinh ra vì sa tăng là hoàng tử của thế giới này và vì tội lỗi của chúng ta. Sa tăng tấn công chúng ta trong tâm trí và trái tim của chúng ta. Sa tăng làm mù mắt chúng ta khi nhìn thấy sự thật về tinh lành và về sự cứu rỗi được ban trong Đức Chúa Giêsu. Chúng ta là tù binh chiến tranh của Satan. Khi chúng ta ăn năn, tin tưởng và kêu gọi Đức Chúa Giêsu, Chúa sẽ đến và để giải phóng chúng ta khỏi nhà tù của Satan. Thành ra tôi kêu gọi bạn nào chưa tin vào Đức Chúa Giêsu, hãy tin vào Đức Chúa Giêsu để cứu bạn khỏi nô lệ của Satan. Thưa bác sĩ, làm thế nào chúng ta, những người tin vào Đức Chúa Giêsu, chuẩn bị và chiến đấu trong cuộc chiến tâm linh này? là những người tin vào Đức Chúa Giêsu, bạn cần biết rằng bạn được Đức Chúa Giêsu bảo vệ. Bạn cần phải mặc toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời mà tôi sẽ mô tả sau đây. Bạn sẽ được huấn luyện về kỷ luật và kế hoạch chiến đấu của Đức Chúa. Sau đó bạn tham gia vào các chiến đấu để tiêu diệt ma quỷ với sức mạnh của Chúa Thánh Linh. Tôi xin dùng quân đội để làm ví dụ. Một tân binh khi đăng ký vào quân đội, người tân binh đó sẽ được gửi đến trại huấn luyện cơ bản. Ở đây, anh ta hoặc cô ta sẽ được đào tạo về cuộc sống trong quân ngũ và làm thế nào trở thành một người lính từ cách mặc đồng phục, đi đứng đến cách sử dụng vũ khí. Là một tín đồ mới, bạn sẽ được đào tạo trong nhà thờ. Bạn sẽ được dạy về cuộc sống mới này trong Đức Chúa Giêsu qua việc nghiên cứu lời Chúa, kinh thánh sự cầu nguyện và thông công với các tín hữu khác, bạn sẽ được dạy cách sử dụng kinh thánh một cách thích hợp. Trong thư gửi tín hữu ở Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 tới câu 12, lâu kêu gọi các tín đồ mang hết toàn bộ áo giáp của Đức Chúa trời để tham gia vào chiến đấu thiên liêng. Kinh thánh nói: Vả lại, anh em phải làm mạnh dạng trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa trời để đứng vẫn mài địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đến trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời này vậy. Vậy tại sao chúng ta cần phải mặc toàn bộ áo giáp của Chúa và nó bao gồm những gì? Bạn cần phải mặc toàn bộ áo giáp để chiến đấu và thắng. Trong lá thư đó, Phaolô cũng viết tiếp trong đoạn 6 câu 13 tới 18. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn. Anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em sẽ được đứng vững vàng. Phaolô tiếp tục mô tả những mảnh áo giáp của Chúa. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịch lưng, mặc lấy giáp bằng sự công bình dùng sự sẵn sàng của tinh lành bình an mà làm dài dép. Lại phải lấy thêm đức tin làm thuận, nhờ đó anh em có thể đập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hay lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gương của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài sinh. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Thứ nhất, bạn cần phải lấy mang lên vành đai của chân lý. Đối với người lính La Mã, vành đai thắt lưng treo vũ khí của bạn. Các người sẽ hiểu biết về chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi. Văn đoạn 8 câu 32. Thứ hai, mặc áo giáp của sự công bình của Thiên Chúa. Tôi phải nhấn mạnh rằng đó là sự công bình của Đức Chúa Trời ban cho chúng ta và không phải là chính nghĩa của chúng ta. Tôi không còn tin tưởng vào sự công bình riêng của mình thông qua tuân theo pháp luật. Đúng hơn, tôi trở nên công bình nhờ đức tin vào Đức Chúa Giêsu vì cách Chúa làm cho chúng ta đứng với chính mình tùy thuộc vào đức tin. Philip đoạn 3 câu 9 Thứ ba, mang dài của tinh lành, mang lại hòa bình. Người lính La Mã đã đi đôi dài để bước đi của mình được vững ở những địa hình khác nhau, vì vậy anh không trợt được. Theo cách tương tự, tinh lành là bảo vệ bạn là một cơ đốc nhân. Đây là sứ điệp Đức Chúa Trời gửi cho người Israel nói về phúc âm bình an qua Chúa cứu thế Giêsu là Chúa tể của mọi người. Công vụ đoạn 10 câu 36. Thứ tư, dương cao đức tin để ngăn chặn những mũi tên lửa của quỷ dữ. Đức tin là gì? Đức tin là thực chất của những điều ta hy vọng là bằng chứng của những việc ta không xem thấy trong Hebrew đoạn 11 câu 1. Nhờ đức tin họ đã chiến thắng các vương quốc, thi hành công lý, được các lời hứa bịt miệng sư tử, tắt đám lửa hừng, thoát khỏi lưỡi gươm, đang yếu đuối trở nên mạnh mẽ, biến thành dũng sĩ trong cuộc chiến tranh, đánh tan quân đội ngoại quốc. Hebrew đoạn 11 câu 33 đến 34. Thứ năm, đổ lên mũ cứu rỗi. Vì Đức Chúa Trời đã không định cho chúng ta bị cơn thịnh nộ, nhưng được hưởng ân cứu rỗi bởi Chúa cứu thế Giêsu, Chúa của chúng ta. 1 Thessalonica đoạn 5 câu 9. Thứ sáu, lấy thanh gươm của Thánh Linh, đó là lời của Đức Chúa Trời. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và đầy năng lực, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu đến nỗi phải chia hồn với linh, khớp với tủy, xét đoán các tư tưởng và ý định trong lòng người. Hebrew đoạn 4 câu 12 Và cuối cùng thứ bảy cầu nguyện trong thánh linh trong mọi lúc. Tương tự như vậy, Đức Thánh Linh cũng giúp sự yếu đuối của chúng ta vì chúng ta không biết chúng ta nên cầu xin điều gì cho phải lẽ. Nhưng Đức Chúa Thánh Linh cầu nguyện thay cho chúng ta bằng những lời rên xiết không nói được đấng xét thấu lòng dạ của con người biết ý tưởng của Đức Thánh Linh, vì Ngài còn nguyện tha cho các thánh đồ theo như ý của Đức Chúa Trời. Roma đạo ẩn 8 câu 26 tới 27. Với sức mạnh của Chúa, chúng ta đang chiến đấu chống lại ma quỷ trong một cuộc chiến tâm linh vô hình. Chúng ta cần phải mặc lên toàn bộ áo giáp của Đức Chúa Trời để chiến đấu và được chiến thắng vì Đức Chúa Trời đã chiến thắng trên Satan và ma quỷ. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời gian phát hình của chúng tôi có giới hạn nên chúng tôi phải chấm dứt tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tuần sau cũng trong giờ này. Kính chúc quý vị cùng gia quyến một tuần lễ vui tươi và đầy hạnh phước hạnh trong Chúa. Trân trọng kính chào.